thường, đúng không? Rồi. À, và cái hội chứng hỗn hợp thì có gì? Cả ba cái đều giảm mà. Cả ba đều giảm. Và mình coi lại cái nếu, đó đó là mình thuộc lòng, còn nếu mà mình đi theo cái giảng đồ á, mình đi theo cái lưu đồ á, thì đầu tiên các bạn có thể xem là cái FeV1 trên FVC trước, đúng không? Tức là tùy tùy mỗi người có cái cách đọc khác nhau nha. Nếu mà các bạn coi cái FeV1 trên FVC trước á, thì nếu mà nó bình thường thì sao? Nếu nó bình thường thì có thể nó là hội chứng hạn chế hoặc là nó là bình thường thật ha. Còn nếu mà cái chỉ số FeV1 trên FVC đó giảm thì mình sẽ có hai hội chứng, đó là hội chứng tắc nghẽn và hội chứng hỗn hợp ha. Đó là mình coi cái con số đó trước, sau đó mình nếu mà bên cái FeV1 trên FVC mà không giảm á, mình có hai cái hội chứng là hạn chế hoặc là bình thường á, thì mình sẽ coi tiếp cái FVC. Nếu mà FVC giảm nữa thì nghĩ đến hội chứng hạn chế, còn nếu mà FVC bình thường luôn thì là bình thường, nhớ không? Còn nếu mà cái nhánh ở bên đi 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 qua bên phía là FeV1 trên FVC giảm đó, thì sẽ có hai cái hội chứng đó, thì mình sẽ coi tiếp cái gì? Mình sẽ coi, mình cũng sẽ FVC luôn mình coi luôn cái FVC. Nếu FVC giảm thì thì nó là của hỗn FVC giảm của hỗn hợp à. Là hỗn hợp, còn nếu mà FVC bình thường thì là hội chứng tắc nghẽn thôi, đúng không? Đó. Và trước khi mà mình xem một cái kết quả đo hô hấp ký á, thì mình sẽ phải xem á, là kỹ thuật đo có đúng hay không bằng cách mình quan sát cái giảng đồ trước nha các bạn ha. Mình quan sát, thứ nhất là mình quan sát cái giảng đồ, coi là cái giảng đồ mà lưu lượng thể tích á, nó có cái hình dạng giống như bình thường hay không, nó có những cái lỗi gì đó trong quá trình đo, như là nó bị cắt ngang, nó bị ho, nó có bị những cái lỗi trong đó ha. Và thứ hai nữa là mình coi cái tiêu chuẩn lặp lại được á, có nghĩa rằng là ba cái kết quả đo đó nó có tương đồng với nhau hay không, nó có ba cái kết quả đo, ít nhất là hai cái kết quả đo nó có cùng cái giá trị cao xấp xỉ với nhau ha, khác biệt nhau không quá 150 ml nha. Đó là cái hội cái giảng đồ lưu lượng thể tích. Còn cái giảng đồ thể tích thời gian á, thì mình quan sát cái thời gian mà kéo dài đó, thì bây giờ nó không đòi hỏi mình kéo dài trên 6 giây nữa. Nhưng mà nếu mà nó có cái bình nguyên ít nhất 1 giây thì cũng là chấp nhận được nha, là tiêu chuẩn chấp nhận được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem một cái kết quả đo đầu tiên nè. Rồi các bạn thấy trên màn hình chưa? Dạ thấy rồi cô ạ. Rồi thấy ha. Thì đây là một cái kết quả đo hô hấp ký bình thường thông dụng nha. Thì mình sẽ lần lượt coi các cái cột của nó. Cái cột đầu tiên là cái cột trị số, đúng không? Cái hàng đầu cái cột đầu tiên á, là cái cột nó gọi là predict value, tức là cái gì? Tức là giá trị máy cho đó nha, giá trị dự đoán. Giá trị này máy nó cung cấp cho mình, hôm trước cô có nói rồi đó. Tức là dựa vào gì? Dựa vào chiều cao, tuổi, giới và chủng tộc, thì máy nó sẽ tự động tính ra cho mình cái giá trị dự đoán của người bệnh. Đó là nó để ở cái cột đầu tiên, đó là chữ prep này nè, là cột predict nha. Rồi thế cái cột kế là cái cột gì? Cái cột LLN này, tức là cái cột lower limit of normal ha. Thì có một số máy á, sẽ không có cái cột này nha,
do người ta chưa có xét vô hay sao đó, nhưng mà có một số máy người ta không có cái cột này. Nếu không có cái cột này thì các bạn sẽ dựa vô cái predict thôi. Và nếu mà và tại sao nó có cái cột lower limit of normal này? Tại vì hôm trước mình nói đó là cái tắc nghẽn đó, gọi là tắc nghẽn nếu cái FEV1 trên FVC dưới 0,7 ha, và nếu mà trên 0,7 thì gọi là bình thường, không có tắc nghẽn. Như vậy á, thì nếu nếu mà cả người, tức là có một số tác giả người ta đưa ra một cái ý kiến, người ta nói rằng là cả thế giới á, toàn bộ mấy tỷ người chỉ dựa vô một con số 0,7 này để quyết định rằng là có tắc nghẽn hay không á, thì nó có vẻ như nó không chính xác lắm nha. Và người ta cũng nghiên cứu thêm á, người ta thấy rằng là một số bệnh nhân, một số người mà nó có cái tuổi tương đối lớn, ví dụ như xấp xỉ 70 80 tuổi á, thì nếu mà dùng cái con số 0,7 này á, để quyết định có tắc nghẽn hay không á, thì nó sẽ làm quá mức chẩn đoán, có nghĩa rằng là người ta không có tắc nghẽn nhưng mà vẫn nói là người ta tắc nghẽn. Và một số người ở cái tuổi tương đối trẻ hơn, khoảng 50 á, thì dùng cái con số 0,7 này để quyết định á, thì nó sẽ đưa đến là bỏ sót chẩn đoán, có là nghĩa là người ta có tắc nghẽn mà nói là người ta không có tắc nghẽn. Và vì vậy là người ta mới đưa ra thêm một cái chỉ số thay thế, đó là cái chỉ số lower limit of normal. Như vậy á, là nếu như mà mình đánh giá có tắc nghẽn hay không mà mình xem ở cái hàng FEV1 trên FVC á, thì nếu á mà không có cái cột lower limit of normal này thì mình sẽ so sánh với con số 0,7. Nhưng mà nếu mà có cái cột này á, thì thay vì mình so với 0,7, mình sẽ so với con số là 0,68 nha. Hôm trước trong cái bài COPD các bạn trình nó cũng có nói qua, tức là mình có thể chọn một trong hai cái này ha, tức là mình so sánh với 0,7 cũng được, mình so sánh với 0, mình so sánh với lower limit of normal cũng được, cả hai số đều được, tại vì Gold nó ghi là chẩn đoán COPD á, là FEV1 trên FVC sau test giãn phế quản nhỏ hơn 0,7 hoặc LLN. Vậy thì mình chọn cái nào cũng được, tùy các bạn, tại vì hiện nay nó vẫn còn cái bàn cãi và chưa chưa có kết luận rõ ràng. Thì cái khuynh hướng của Gold á, thì họ muốn vẫn giữ cái con số 0,7 bởi vì nó dễ nhớ và nó dễ thực hành. Tuy nhiên thì cũng có một số tác giả người ta comment như vậy, và giờ thành ra là đưa ra hai con số luôn. Các bạn muốn xài cái nào cũng được, đều là không có sai cả nha. Rồi, đó là cái cột thứ nhì. Bây giờ qua tới cái cột thứ ba. Cái cột thứ ba và cái cột thứ tư á, thì cái cột thứ ba là pre, tức là cái giá trị thực đo của người bệnh, mà chữ pre này có nghĩa là trước test giãn phế quản ha, pre. Và cái cột pre này á, là nó đưa ra với cái giá trị là tính bằng lít hoặc là ml nha, ở đây thì nó tính bằng lít. Và cái cột kế bên gọi là phần trăm predict, tức là chính cái cột pre này nè mà nó mang, nó chia cho cái giá trị predict để nó tính ra cái trị số phần trăm ha, trị số phần trăm. Cái này là tính bằng lít. Cột đầu tiên tính bằng lít, cái cột kế tính bằng phần trăm nha. Thì mình còn nhớ là cái FVC với cái FEV1 á, thì nó đều là bình thường, gọi là trên hoặc bằng 80% giá trị dự đoán nha. Rồi, và cái cột thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái cột thứ năm thứ sáu thì gọi là post và phần trăm predict, tức là sau test giãn phế quản. Sau test giãn phế quản thì nó cũng giống như là trước test vậy đó, tức là cũng có hai cột, là một cột tính bằng lít và một cột tính bằng phần trăm giá trị dự đoán nha. Và cái cột cuối cùng là cái cột change. Cái cột change này tức là cái cột mà tính toán cái phần trăm, cái sự thay đổi giữa hai lần đo. Thì hôm trước cũng chỉ các bạn tính rồi đó ha, nó sẽ lấy cái giá trị sau trừ giá trị trước chia cho giá trị trước nha. Rồi, đó là mình coi qua các cột.
Bây giờ mình coi qua tới các hàng. Thì cái hàng đầu tiên là cái hàng FVC, SVC. Thì ở đây nó có hai hàng ha. SVC là bữa nói các bạn rồi đó, dung tích sóng chậm, và FVC là dung tích sóng gắng sức nha. Thì thông thường hai cái này nó tương đương nhau. À, nếu nó giống nhau thì thôi, nếu nó khác nhau thì mình lấy cái nào lớn hơn nha, lấy cái trị số nào lớn hơn ha. Rồi. Bây giờ tới cái trị số FOV1 trên FVC ha. Đây là cái thì theo các bạn á, người bệnh này. À bây giờ trở lại quên nữa, cái này F cái này á là bây giờ mình lấy cái FVC đúng không? Đây là cái FVC mình chọn tại vì nó lớn hơn đúng không? Thì cái FVC của người bệnh này á là bao nhiêu? Trước test là đo được 2 lít 2, 80% giá trị dự đoán, và sau test là 2 lít 22, 83% giá trị dự đoán. Như vậy thì FVC của bệnh nhân này là bình thường đúng không? Trên 80 đúng không? Rồi. À, còn cái FOV1 trên FVC thì sao? FOV1 trên FVC thì cái giá trị này của cái giá trị của người này là như thế nào các bạn? Ai đọc giùm cô đi. FOV1 trên FVC là 0.47, nhỏ hơn cái LLN là 0.68, là có tắc nghẽn. Đúng rồi nha. À, nhưng mà mình đọc cái số nào lớn nè nha, 0,52 nha, sau test giãn phế quản nha, mình đọc sau test giãn phế quản là 0,52, vẫn vẫn nhỏ hơn 0,7 ha. Thì cái này là ông này có vẻ như là sao COPD đúng không? Bà này Lê Thị Hoa ha, 0,52 sau test giãn phế quản vẫn nhỏ hơn 0,7. Có bạn nào đọc cái con số 67% không? Có rất là nhiều người không đọc cái số 0,52 này mà đọc cái con số 67% và 61% nha. Đọc cái số này là sai nha các bạn. Nha, hai số này là sai. Nha, không được đọc. Và bởi vì các đa số các bác sĩ mà không có nằm trong chuyên khoa đã đọc sai rất là nhiều nha. Cứ nhẹ vô cái hàng phần trăm predict đọc từ trên xuống. À, bệnh nhân này FVC là 80%, FOV1 là 48% và FOV1 trên FVC đọc cái con số này. Nhưng mà cái đó là sai nha. Cái FOV1 trên FVC phải đọc cái hàng thực đo. Đọc cái hàng thực đo nha. Còn cái hàng này có nghĩa là gì? Nó cái hàng này là không có đúng, bởi vì nó lấy cái 0,47 này nó chia cho 0,78 nó ra con số này, số này hết sức là bậy bạ nha. Thành ra là có nhiều bệnh viện là người ta phải bôi cái con số này luôn vì bắt các bác sĩ đọc sai rất là nhiều nha. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Rồi. Rồi bây giờ qua tới cái hàng cuối cùng là cái hàng FVC ha, cái hàng FVC thì cái này thực đo là nhiêu? 1 lít đúng không? Và giá trị dự đoán là 48%. Sau test thì 1,15 và 56%, 1 lít 15 và 56%. Như vậy thì và cái cải thiện là 15% nha. Phần trăm thay đổi là 15%. Vậy cái vậy như vậy là cái người này cho thấy là sao? FOV1 giảm đúng không? Dưới 80% hết, nhưng mà cái test giãn phế quản này dương tính hay là âm tính các bạn? Dạ, âm tính. Này vẫn âm tính. Âm tính nha, âm tính. Âm tính bởi vì sao? Nó đủ Là 15% nhưng mà nó chỉ có 150 ml.150 ml nha, một một 0,15 nè, trừ cho 1 nè, chỉ có 150 ml. Như vậy là không đủ tiêu chuẩn nha, tiêu chuẩn là phải trên 12% và trên 200 ml ha.
À, phải có chữ và đó chứ không có hoặc ha, là cái này không đủ nha. À, các bạn có thể quan sát thêm cái PEF đây ha, đây là cái giá trị PEF nha. Thì cái PEF này nó cũng cũng giảm, nên bình thường nó khoảng 60% nha, còn này nó cũng giảm luôn nha, nó cũng giảm luôn. Thì ca này chẩn đoán là gì quý vị? Chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. À đúng rồi, cái này là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha, tắc giãn phế quản âm tính luôn, có hội chứng tắc nghẽn không cải thiện sau tắc giãn phế quản ha, cái này là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi bây giờ cho các bạn xem một bệnh nhân. Bệnh nhân nam, vậy mà bây giờ ai đọc đi, một một bạn nào đó đọc đi. Dạ, cái SVC với cái FVC thì cái FVC lớn hơn thì mình lấy nó là 88% là lớn hơn 80% là không có hội chứng hạn chế. Rồi FEV1 trên FVC là 0.73 là lớn hơn giới hạn dưới là 0.68 là không có hội chứng tắc nghẽn. Rồi không có hội chứng nào hết luôn. Bình thường đúng không? Dạ. Là ca này là bình thường, kiểm tra hô hấp trước mổ bình thường, mổ được đúng không? Nhưng mà trước khi mình đọc cái kết quả, mình nhớ coi cái hình nha. Đây coi cái hình trước ha, ba lần đo chấp nhận được ha. Không có lỗi nha, không có lỗi nha. Và mình coi đây là cái đường cong thể tích thời gian đó. Đây là cái đường cong thể tích thời gian á, thì mình thấy là nó có cái đường bình nguyên 1 giây, ít nhất 1 giây nè, được ha. Và cái lỗi này, cái hình á, cái dạng hình của nó là không có, nó là nó bình thường đó, nó không có bị lỗi chỗ nào. Và kế nữa đó là ba cái này là cái chỉ số này nó tương đương nhau ha, nó không có khác biệt nhau nhiều nha. FVC là chỗ này nghe các bạn, chỗ này tới đây là FVC, FVC ha. Thì ba chỉ số này nó hầu như tương đương với nhau, chấp nhận được ha, coi như là đủ tiêu chuẩn để đọc. Rồi bây giờ một một cái khác, ai đọc đi, người khác đọc đi. Hồi nãy là ai đọc? Nãy là Cường đọc đúng không? Dạ. Bây giờ bạn khác đọc đi. Alo. Alo, alo, đâu hết trơn rồi? Alo, bạn nào đọc đi? Bạn Minh Dân đọc đi. Dạ vâng, cô cho em coi lại cái slide. Thưa cô, cái ca này thì em thấy cái SVC và thứ nhất là cái đo thì có vẻ là đạt, thấy cái đo nhiều lần mà nó cũng cũng được đó cô, Cho mấy lần? một hai sáu lần đó.
6 lần lứa là 3 lần trước test và 3 lần sau test. À dạ. Ha, à, đó. Vâng. Thì thế nó chênh nhau cũng không nhiều mà các cái đường của nó có vẻ đo không có lỗi gì hết. Đây nè, ba cái đầu tiên á là nó gần như nhau nha, Dạ. nhưng mà ba cái sau thì nó lớn hơn ba cái đầu, đúng không? Đó Dạ là vâng. tại ba cái này là sau test nè Dạ đó. tại hít thuốc Đó tán phế quản. Dạ. đúng rồi, đó là nó sau test á. Thì cái này là pre-test là cái SVC là 3.25, FVC là 3.33, rồi FEV1 thì 2.36, tức là bằng 78% predict value. FEV1 trên FVC là 0.71. Thì cái này là có giảm Cái gì giảm? cái FEV1 trên FVC ạ. À, giảm so với EON đúng không? Nhưng mà không có Dạ. giảm so với 0,7 đó. Dạ vâng. Cái này sau khi bệnh nhân hít thuốc giãn phế quản thì cái FEV1 nó tăng 12% và nó thay đổi bao nhiêu ml FEV1 2.64 trừ đi 2.36 Chắc khoảng 300, 200 mấy là hả? trên 200 ml. Ừ. Dạ. Như vậy là ca này là có hen dương tính rồi cậu. Cái gì hen? Cái này là có test giãn phế quản dương À, tính. test giãn phế quản À. dương tính. Dạ vâng. À, test giãn phế quản dương tính. Nha, và cái FE cái trị số trước test á thì FEV1 nó hơi giảm, Dạ. sau test là nó tăng lên rồi, đúng không? Vâng. Và cái FEV1 trên FVC thì trên coi như là hơn cái trị số bình thường á ha, tức là Dạ trên dạ. 0,7 nha, trong số 7 Vâng. chấp nhận được. Coi như là ca này chẩn đoán là hen nha. Dạ. Qua bài hen sẽ nói kỹ cho các bạn á là như thế nào thì mình chẩn đoán hen nha. Nhưng mà ở đây thì mình đọc cái ca này là có hội chứng tắc nghẽn nhẹ ở ở trước test đúng không? Ở Dạ. trước test nè, nhưng mà sau test thì cải thiện và test giãn phế quản dương tính ha. Rồi. Qua ca số 3 bạn khác đọc đi. Bệnh nhân nam 62 tuổi, tiền căn hút thuốc lá 40 gói năm. Khám vì ho khạc đàm, kéo dài khó thở gắng sức. Ai đọc? Ai đọc? Trời ơi, tự giác với ai đọc đi, cô đợi cô kiếm hả? Đợi cô kêu tên hả? Cô em đọc cô. Rồi trọng đọc đi. Dạ thưa cô, cái bệnh nhân thứ tư này thì cô là bệnh nhân thứ tư này thì em thấy cái FBC của bệnh nhân là giảm so với lại giá trị bình thường, giá trị tham chiếu. Thứ hai nữa là FEV1 của bệnh nhân cũng giảm so với giá trị tham chiếu. Thứ ba nữa là FEV1 trên FVC cũng giảm so với giá trị tham chiếu. Thứ tư nữa là cái test hồi phục phế quản của bệnh nhân này thì dương tính. Cái ca này thì em nhận định là một cái hội chứng hỗn hợp có Hội cái chứng phế quản hỗn dương tính. hợp. Có test phế quản dương tính. À, hội chứng hỗn hợp nhưng mà cái test giãn phế quản dương tính rất là mạnh đúng không? Nhưng mà đâu đây 68%. FEV1 trên FVC á là không phải, sau test giãn phế quản là 0,39 ha. Đúng không? 0,39. À,
Nhưng mà cái này có cái FVC cao quá hả? Vậy đâu hỗn hợp 98% nè. Mặc dù là trước test thì nó hơi giảm đó ha, nhưng mà sau test là nó tăng lên rồi, cho nên là chắc là không phải hỗn hợp đâu, đúng không? Này 98% lần này, đúng không? Cái này là chỉ có tắc nghẽn thôi, tắc nghẽn thôi. Và test giãn phế quản dương tính rất là mạnh thì thường thường mấy cái test giãn phế quản dương tính mạnh đó thì có thể xem xét cái hội chứng ACO đó, chồng lấp nha. Xem xét thôi, mình phải coi thêm một số tiêu chuẩn nữa chứ này mình chỉ nghĩ đến thôi nha. Rồi. Thường thường có một số bệnh nhân là họ trước test á, họ đo lần đầu tiên á, trước test họ họ đo rất là dở, sau test họ thổi rất là tốt luôn nè đó. Sau test một phần là do cái lần sau á, nó là nó gọi là cái effect, learning effect á, tức là họ họ biết cách, họ lần đầu họ chưa biết cách, họ đo rất là dở. Và sau khi bây giờ một phần là vừa có thuốc giãn phế quản vô, một phần là do họ biết cách á, ra lần sau họ đo tốt hơn nữa đó các bạn. Đó, một trong những cái mình phải biết, cái mình phải lưu ý cái điểm này nữa nha. Rồi ca kế ai xung phong đi. Quận nữ đi. Alo alo. Alo alo. Nguyễn Thị Hà đi. Nguyễn Thị Hà đâu rồi? Nguyễn Thị Hà đi đâu rồi? Để mà không thấy học hả? Thu Ngân. Giờ bạn đọc cái kết quả hô hô hấp ký này đi. Đây là về cái hình dáng của cái mô hấp tế thì thấy xin nói là về sau tiểu tiết và sau tiểu tiết này là kết quả về các vị thế thì có hết tê tê thế thì bạn thấy cái thứ thì có tăng không có là cái gì Ê, nói không nghe, nó không nghe, nói rõ lại đi. dạ với tôi là các chỉ số thì có SPC, SPC thì là trước khi thực hiện các giải phẫu bệnh thì có tăng so với các chỉ số thì các chỉ số SPC thì là bệnh nhân có theo cái giá trị thanh chiếu là tăng giảm là con nó thì giảm cái giá là cái các giảm cái bạn sao thì chỉ các giảm cái bạn thì các bạn thì tiếp đi là từ 8%. Vậy ca này sao? Có tắc nghẽn không? Hạn chế đâu ra? FVC bình thường nè, FVC của bạn 102% nè, 103% nè, bình thường đúng không? Hơn cả bình thường nữa đó. Nếu á, mà mình trước trước test mình đo FOV1 trên F, bây giờ cái FVC cũng bình thường luôn nha. FVC bình thường, FEV1 bình thường,
87% và 94% trước và sau test. Hai chỉ số này đều bình thường cả nha. Bây giờ cái FEV1 trên FVC thì sao? Nếu mà mình so với 0.7 á thì nó nhỏ thật, nhưng mà nếu so với LLN thì sau test giãn phế quản nó vẫn tốt nè, 0.65 này. Thấy không? Yeah. Cái này là chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là tắc nghẽn đâu. Mà nếu là chưa đủ tiêu chuẩn gọi là COPD đó. Nha, ông này là nghi ngờ COPD nhưng chưa đủ tiêu chuẩn. Nha. Và mình thấy cái PEF 2575 nó cũng chưa giảm mấy nữa nè. Đó. Nha. Thì cái này ông này là chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng mà có thể là một ít lâu nữa ông này mà tiếp tục hút thuốc lá thì vài năm nữa đo thì có thể là ông đủ tiêu chuẩn đó, nhưng mà hiện tại là chưa. Ha. Có thể ông tiến triển nhưng mà chưa đủ tiêu chuẩn thôi. Tiếp nha. Ai đọc đi, bạn nào đọc đi. Em đọc được cô ạ. Hả? Tổng đọc đúng không? Dạ. Rồi tổng đọc đi. Dạ, con rất là có cái SPC thì cái biết thể nó là 75% là nó có hơi giảm, nhưng mà so với cái LE thì nó không có giảm. FEV1 thì có giảm. 73. Cái nào so với LN vậy? FVC là không có so với LLN nha. FVC là trước test 75% và sau test là 83%. Trước test giảm nhẹ, sau test bình thường, đúng không? FEV1 là 0%, nó có giảm. Trước test sau test đều giảm nha. Và cái test hồi phục phế quản bao nhiêu? Test hồi phục phế quản là thì nó không có đáp ứng. Chưa đủ tiêu chuẩn đúng không? Rồi. FEV1 trên FVC là 0.6 là có giảm. Và sau test 0.62. 0.62 là cũng không có đáp ứng. Tức là giảm luôn, nếu mà so với cả 0.7 lẫn LLN nó đều nhỏ hơn. Đúng không? Rồi kết luận hội chứng tắc nghẽn không hồi phục, tức là hội chứng tắc nghẽn, và như vậy chẩn đoán ca này là COPD nha, tại vì FEV1 trên FVC sau test giãn phế quản chỉ có 0.62 ha. Rồi bây giờ một ca nữa nha. Rồi mình qua học bài CT ha. Dạ vâng ạ. Ai đọc đi? Thưa cô, ở đây thì là cái FEV1 là giảm ạ.
cái FVC cũng giảm luôn ạ. Và cái FeV1 trên FVC cũng giảm luôn ạ. Cả ba cùng giảm. Cả ba cùng giảm thì đây là em hội chứng. Đầu tiên nhớ coi cái hình. À, quên coi cái hình. À. Cái hình này ba cái đầu á, nhưng mà có này, cái đầu này cao mà hai cái đầu này lùn hơn nè ha. Yeah. Tuy nhiên lần là cũng được, tại vì hai cái này gần nhau được rồi, hai cái. Cái test sau test kết quả này thì ba cái sau thì em thấy nó gần như là bình, nó gần đứng nhau. Sau dùng thuốc. À, như vậy thì mình thấy rằng là cái này là bệnh nhân bị gì? Bệnh nhân này có hội chứng, đây là hội chứng hỗn hợp ạ. Hội chứng hỗn hợp, đúng rồi, cả ba cùng giảm đúng không? Yeah. Và không đáp ứng với test giãn phế quản đúng không? Rồi. Yeah. Các bạn muốn đọc tiếp hay là bạn muốn học CT? Dạ, hay là CT cô gửi bài. Cô gửi bài các bạn tự đọc nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Một lát gửi mấy cái bài này tự đọc nha. Dạ. Cái nào không biết thì hỏi ha. Dạ. Yeah. Yeah.